Atri Mohan Liu Hung, cứ chìm nốt đã tự tuốt qua cùng hồ rồi bọc luôn anh. Cả prom tự tuốt qua, là cùng hồ rồi bọc luôn anh mình mến chi rừng cua khả mà yên nụ tê. Đã xâm khẳng tự prom tự tuốt cùng hồ nụ, prom sạch đạp nâng bị chá rà nà bí dụ bò nẹ được tê đã khô bí dương đào chật xa mò. Át cầm băng này, ai đó xa rai bí rừng ạc rõ ở khá tư chí lô bàn. Bởi ổng tại tầm miên bởi bần tù chi mùi môn trời chung nật trên nạch thà. Ở riêng ca rừng rào tạm bật, bởi sân bởi miên rừng nà dương thua khổ. Xôm ở chùi hàm chùi nà nòm khả nì ở tròn màu tròn tờ, cùng lẹ bằng thua vầy. Nơi môn cứ sợ cả rạch cho nằm rối chất sức bầm buồn miên phơi bí bắt chi tròn đồn khổ nông cho nằm nụ. Bởi ổng dô thà chỉ xin nháp bí than xùa đầm bây đá tươn ca cục rộng mần lọ rộ bọt trùng. Tờ bàn đi dây chứ mươi mân trời thà. Rương khô chô ngôn khổng ca đông nông bởi tế, chứ rương ca tự tu khô trời rộ bọt dương. Nẹ tăng ốc ni bếp đô chìa đáy sạch đàm chuyên rộ bọt dương. Bê ni bởi tế chết miên bí bạch, chong ai ọt lộp tăng lại chúi đá tươn lông lực dương. Bí rương công hô chô ngôn rộ bọt dương, khổng rương đáy bộ lộp đẳng, bán khờn, rư kết thà, dương thua mân lọ nụ. Xôm cùng lẹ bàn khổng bê nụ dương chong ai bộ lộp nai nòm. Ở cả con trổ đã nét miên chung này đằng miên xa mặt tập hiệp hiên chung tỏa. Mộc đá tương đó xa rai cùng hồ chú cùng rồi bỏ dường. Bạp nụ cơ đòi, rõ ổng nơi ta chỉ chôn xa mạnh đôi chứ mưu tư tử. Bê khả cùng miên cùng hồ chú cùng. Tại cô lộ, mình toàn xung ra chật. Trăm mờ hai phò chung tỏa bị thân ác rộng bình chìa sân. Ai tăng xa mà đầy bàn tự mình ảo miên cá thơ lọt lùi. Hồi sau xa đài nơi bê khả rồi. Đôi chứ rương rai mùi đá rõ ổng chứ mùi tư la cả. Chàng sư chi, nâng bị chúng ta rô bọc phân thàng đại chư mất rây cực rộng tây khăn ông. Chàng sư chư, miền chú mô thà, dư tích thoa tiên trăng, thèm tặng hiến chúng ta chư môi công nợt rô bọc bởi ông, giang trăng tự trăng màu. Tại bởi ông nơi ta ỏi, chàng sư chi càng đấm nảy, khẳng tù la ca tròn cực buộc, kri mùi bê đại bởi ông, bàn chú lông cắt spin mùi rì chú rô bọc bởi ông, bàn chú bó rô mà nẹ, thua ở xe bà áo thật lợi. Ông cơ rẽ bán chắc luôn bỏ rõ nụ ở chàng sư chi. Chàng sư chi bán bí chà rà nà tam phơi cho bạp riêng thiệp hỏi có bí nây bỏ rõ nụ buôn đầm lần. Bởi ông có đần hơi xua thà, lúc đã tổ kê xa bị hơi tiết đấng. Chàng sư chi chơi lời thà, cho bạp trở bán bát ếch mà phíp khỉa mân thà chi ri cho vùng xa nụ vùng rưu bí chì rơ tê. Bởi sân bỏ đã tổ tam tất chật khỉm, ta cho bạp ai xa xịt bán giang mà đạch tớ. Bà bà ông bà cô tu nơi tì nì ao tu bông cùm đó xài tu bông cùm có đã tổ tư tàn cho bạm đại bán cùm nọt bà tu bông cùm đã tổ kê đã bếp góp chất bà ông chi cùm ru ở bụ tư la ca ai tiết dụ tư thua tàn. Bà ông bán sạp hai bà là hời có prom tư tu cùm hồ rộ bọc luôn ấy. Hời mình rộ rương vầy tiết tầng ọ. Miên thang ai mùi, miên chào bán lùi thơ mô cụt nơi cân lai xa ca rạ rộ bọ liều bàng. Rồi màu cho nụ trợ bán chắp luôn hơi bên chung tự áo trang sư chí. Chính nè cắt tổ, quát bán đã tổ cho nước tàn cho bạp. Tại bởi chi dư bò sư đã chứ mất đai bởi ổng mình bánh chất trong buộc ca cắt đây nụ tề. Bởi dô thả miên tổ, của bà hà chí vật mùi bụi tợp trờ. Tờ bởi ổng hào trang sư chí mọ bọ sài. Trang sư chí đó mộ bởi trang đồng này hà lốt trong cung nơi trong buộc mục rụ bọ bởi ổng. Hà grab tu thả. Bởi ổng cho bác nó cô dư mình bán cho anh thả cháu lùi rô bọc cân lai nà tốt thuần, lùi rô bọc cân lai nà tốt xa nụ tế. Đức nhì hời, bà đã tốt thuần, đó tốt cô nụ. Hời, bà thang ai nà mùi miên kê tư trích đầy múc nô rô bọc anh tư ri cao chú. Bởi ổng đã tốt kê đào cho bác mùi nà tớ. Bởi ổng bán bí chá rà nà tam hai phò rô bọc chàng sư chí. Hời dô khơn thả, chàng sư chí miên chất chất lý thoa, tơ prôn tơ tù thả. Cả đã kê cắt tổ nụ cư trầm trời. Cả bình này, nơi miễn rương trong tòa rô bọc phơi thang đã chú ý áp bí rõ ổng bán đó xa rai công hô rô bọc luôn đã bình chí ấy đã tổ mê tòa vương sàn. Vương sàn, tù chỉ mê tòa ca bí cổng tại miễn phíp khá hẳn miễn xa mắt tập hiệp thua xương kìm cho nẻ bộ có xung quan xuông nụ mọc tràn đoàn hời tờ thua ở bộ xuông nụ mà hiên chí liên phiên phía khăn tập bộ đẹp đà rào bị chấp xương kìm kìm mùi. Với sản, bạn bình chung của ba mê tòa bộ xuống nụ tới tích chuyên ca để bàn đi cả đó rít ông nạ. Thôi ớt bộ ổng khăn khăn nạ, cất thả. Vương sản, các anh các ảnh ổn bí xin đại bệnh tức bình chí ở tùm lẹ kể, thêm tăng chạp kể tức đạ cục thêm tiệp phong.
ក្រោយមកព្រះអង្គបានវិភាក្សាជាមួយហ្វៃថាងដែលជាមន្ត្រីមើលការខុសត្រូវក្នុងព្រះរាជដំណាក់បុព្វបុរសរបស់ហ្វៃថាងជាអ្នកដែលមកពីនគរចាវហើយបិតារបស់គេនៅភៀសខាងត្បូងជាតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់យើងមកពីមុនទើបនិយាយត្រូវគ្នាបានល្អណាស់រឿងដែលគេនិយាយគ្នានោះគឺរឿងលៀនពួរវិរៈបុរសនគរចាវនៅសម័យនគរទាំង 6នេះដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនគរឈិង ឈ្នះសង្គ្រប់ស្មលភូមិធ្វើឲ្យស្ដេចលីវហឹងលន់មាត់ថាបើយើងមានមេតបដូចលៀងពូម្នាក់នេះយើងមិនបាច់ភ័យបារម្ភខ្លាចការឈ្លានពានរបស់សួងនោះទេហ្វៃថាងបានលើហើយគួរណាស់តានេះជាយូមុខតែបែរជានិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកគាត់បាននិយាយថាទោះបីព្រះអង្គមានមេតបដូចលោកមេតបលៀងពូក៏ដោយក៏ប្រហែលគ្មានឱកាសបានចេញធ្វើដៃបម្រើព្រះអង្គបានដែរ លីវហឹងក្រោកឡើងហើយសួរទៅគេវិញថាព្រោះហេតុអ្វីហ្វៃថាងឆ្លើយថាលោកមេតបលៀនពូដែលឈ្នះសត្រូវរាប់មិនអស់ពីព្រោះបានទទួលការទុកចិត្តពីព្រះអង្គតែពេលនេះគ្រាន់តែលោកមេតបវងសានរីកាពីក្បាលសត្រូវខុសបន្តិចបន្តួចក៏ត្រូវគេដកដំណែងទៅហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងចាប់ដាក់គុកទៅទៀតព្រោះហេតុផលនេះហើយទោះបីមានមេតបក្លាហានដូចជាមេតបលៀងពូប៉ុន្មានអ្នកក៏ដោយ ក៏មានសភាពមិនខុសគ្នាដែរលីវហឹងបានស្ដាប់ហើយក៏នឹកឃើញដល់ពីអារម្មណ៍ខឹងទៅជាសប្បាយចិត្តដែលនៅមានមនុស្សម្នាហ៊ាននិយាយជំទាស់ដាស់តឿននិយាយការពិតជាមួយនឹងគេទៀតផងព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាគេប្រគល់ដំណែងនិងព្រះរាជទានវាន់ឲ្យទៀតផងចំណែកឯហ្វៃថាងអ្នកបង្ហាញផ្លូវក៏ទទួលបានបុណ្យស័ក្តិជាការតបស្នងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះជាសានដែលចូលចិត្តនិយាយមិនសូវទុកមុខឲ្យព្រះអង្គ ប៉ុន្មាននោះទេថែមទាំងស្ដីឲ្យពួកមន្ត្រីដូចគ្នាគ្រាមួយមានការប្រជុំក្នុងរាជដំណាក់ពួកមន្ត្រីទាំងអស់នាំគ្នានិយាយសរសើរពីបារមីរបស់ព្រះអង្គថាប្រជារាស្រ្តនៅបានសុខស្រួលប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពមានតែជាសានម្នាក់គត់ដែលប្រឆាំងហើយគាត់បាននិយាយថាអ្នកដែលចូលថាប្រទេសជាតិនៅពេលនេះបានសុខសាន្តបើមិនមែនជាមនុស្សលងខ្លៅទេក៏ជាពួកវ៉ៃអាយស៊ីអបរួចទៅហើយ ប្រទេសជាតិនៅពេលនេះប្រៀបដូចជាមនុស្សកំពុងគេងលើគំនរអស់អញ្ចឹងដេកនៅលើផេះដែលមិនទាន់ឆេះអាចឆេះឡើងគ្រប់ពេលចំណុចសំខាន់គឺកុំអាទុកចិត្តអ្វីដែលឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវស្ទុះស្ទាធ្វើវាឲ្យល្អជាងមុនរហូតពីដើមទីនរបស់ជាសានមិនមែនគ្មានហេតុផលទេទោះបីអាណាចក្រហាននៅសម័យរបស់ព្រះអង្គមើលទៅសុខសាន្តតែ កម្មពេញចិត្តរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងឡាយដែលបាត់បង់ឱកាសក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យពួកគេនៅតែចាំឆក់ឱកាសដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កមិនឈប់ឈរពេលព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យបានបីឆ្នាំហើយទៅបង្ក្រាបការបះបោររបស់ពួកស៊ុងនូដែលមកឈ្លានពានភៀសខាងជើងព្រះអង្គម្ចាស់លីវស៊ីនជីបានឆក់ឱកាសចង់ក្បត់ដែលសារប្រជារាស្រ្តនិងព្រះអង្គម្ចាស់នគរផ្សេងៗមិនគ្រប់គ្រងទើបព្រះអង្គលីវឈិនជីចាញ់ទ័ពព្រះរាជវាំងយ
ដែលហ៊ានដាស់តឿនដែលភាពស្មោះត្រង់ទុកជាសំណាងល្អមួយហើយមិត្រីស្មោះត្រង់ចាំដាស់តឿនជានិច្ចប្រៀបដូចជាខាងថៃចុងមានវងជិញចាំដាស់តឿនកំហុសរបស់ពួកគេភាពជោគជ័យរបស់លីវហឹងមួយចំណែកបានមកពីការគិតតាមប្រាជ្ញារបស់លទ្ធិតៅដំណើរការគ្រប់គ្រងបែបអ៊ូវើយនិងមួយចំណែកទៀតមកពីគុណធម៌និងមេត្តាធម៌របស់ព្រះអង្គ ប្រជារាស្ត្រមានភាពសុខសាន្តបានហុចផលឲ្យមហាហានមានភាពរីកចម្រើននិងរុងរឿងកាន់តែខ្លាំងឡើងៗបាទប្រវត្តិអតិរិទ្ធលីវហឹងភាពពីសុំចាប់ទៅត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ